mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Trúc nha. Ngày hôm nay Trúc có món nghêu xào cay và xào lông chấm mắm xả. Bây giờ mời mọi người thưởng thức cùng Trúc nha. Trời đang mưa luôn á mọi người. Ở nhà trời mưa mà ăn cái này thì hết sảy. Bây giờ Trúc sẽ thử con nghêu trước nha. Con nghêu này á là Trúc xào với lại tương ớt Hàn Quốc á mọi người. Khá là cay nha. Vừa ăn. Ngọt ngọt mặn mặn. Cái tương ớt này á, mới ăn á thì nó sẽ rất là thơm. Nhưng mà ăn một hồi á nó sẽ cay, nó thấm cái cay. Mình cảm giác cái người mình nó nóng lên luôn á. Con nghêu á thì thường người ta sẽ hấp thái mọi người. Hấp xả cay bỏ rau muống rồi nữa thì ta gọi là hấp thái. Thịt nó rớt ra bây giờ một cái vỏ mà có tới 2 cái con ở bên trong. Món này Trúc chấm 7 điểm. Bởi vì vị thì ngon nhưng mà cái con nó nhỏ quá. Nó không như con xoài lông nha. Con xoài lông mọi người nhìn nè, mặc dù cái con nó rất là nhỏ nhưng mà cái thịt ở bên trong nó rất là đầy, nó mập lắm. Đó. Mọi người nhìn thấy không? Luộc nó mà lúc nó bung cái nắp ra nhìn đã lắm, nhìn thịt nó nhiều quá mọi người. Mình sẽ chấm với lại nước mắm xả nha. Cho mọi người coi nước mắm Trúc làm. Chúng không pha kẹo để mình có thể húp được. Con xào lông cực ngọt luôn mọi người. Mấy con sò này cũng rẻ lắm mọi người. Dao động khoảng chừng 40.000 đến 70.000 một ký à. Có chỗ còn rẻ hơn nữa. Ở đây chút mua chỗ quen, được cái là nó tươi. Thích ăn con xào lông nha. Bởi vì nó ngọt thịt nè, nó giòn chứ nó không dai. Nó tươi ghê, nó mập đã. Mọi người nhìn thấy không? Cái con nó đầy tràn cái vỏ luôn á. Cái này thì chỉ có hấp xả, luộc lên như thế này hoặc là hấp xả ăn ngon thôi. Chứ còn nếu như mà nướng thì nó sẽ hơi bị teo lại. Nhưng mà mập quá đảo á. Ở đây Trúc mua mọi thứ 2 ký á. Khá là nhiều. Mình sẽ múc như thế này nè để mình húp được cả nước mắm nữa. Con xoài lông này á nó ngon nhưng mà mọi người ăn phải cẩn thận. Bởi vì á hai bên mình của nó đó thường á là sẽ chứa những cái loại giáp xác mà nó đang ăn thịt hoặc là đá, mấy cái cát đá rồi nó sẽ dồn vào hai bên cái con xoài lông. Nên là mọi người ăn cẩn thận. Nghêu này thì không mập lắm. Tại cái loại nó nhỏ. Ở cái chỗ này hôm nay không có cái nghêu to. Vỏ không à. Cái tương ớt á, Trúc bỏ vào trong chảo. Sau đó Trúc pha một ít nước ấm vào. Sau đó Trúc nêm nếm cho vừa ăn. Trúc sẽ đảo đều lên cho nó sền sệt vậy đó. Xong rồi nghêu này nè, mình hấp sơ qua cho nó bung nắp. Xong mình mới bỏ vào mình xào. Bởi vì nếu như mà mọi người bỏ nghêu sống vào mọi người xào luôn á thì cái nước sốt nó sẽ bị cạn lại. Mà lúc đó con nghêu nó chưa có chín. Mình phải hấp nghêu trước. Cái tương ớt Hàn Quốc cái vị ngon quá. Cái này mà có một chút bia nữa thì rất là ngon luôn. Nhưng mà Trúc không có biết uống bia. Trúc thấy có mấy bạn gái biết uống bia hay ghê á. Không phải mấy bạn uống nhiều. Mấy bạn biết uống thôi, 1-2 ly cho vui. Nhưng mà mình thì thấy mấy bạn đó như vậy là giỏi lắm rồi. Mình cố gắng thì mình chắc uống cũng được 1 ly. Mà lúc đó chắc say mất tiêu rồi.
Mọi người có thấy con nghêu mà có hai cái con ở trong chưa? Không phải sinh đôi nhau nha, tại nó rớt vô. Nãy giờ mình say sưa quá mà mình quên ăn rau răm. Nói gì nói ăn hải sản á, phải có một xíu rau răm vô nó mới thơm. Mấy hôm nay á, công việc dí trong chiều quá à, nên Trúc có phần hơi mệt, nên là không có đi chợ mua được đồ hải sản giới thiệu cho mọi người. Thật ra thèm lắm luôn á, nhưng mà mọi người biết không, những cái lúc mà Trúc làm việc á, ghê quá, xe ngoài đường chạy ghê quá. Những lúc mà Trúc làm việc á, là Trúc cứ ở trong phòng miết thôi, làm chừng nào xong thì thôi. Nhiều khi hả lười đi ăn luôn á, mấy ngày mà làm việc đó là nhiều khi Trúc không ngủ luôn á. Hôm nay á, buổi trưa vừa xong kịch bản gửi cho khách hàng là bắt đầu ngủ một miếng, rồi chiều dậy đi ra chợ mua cái này về làm cho mọi người. Chứ ở nhà đó thì Trúc thường thích ăn trái cây, ăn cái loại này loại kia, ăn cơm thì ít lắm, ăn trái cây là nhiều. Nhưng mà cứ giới thiệu cho mọi người trái cây suốt thì nó không có phong phú hấp dẫn gì hết, nên là muốn đổi món, bản thân mình cũng muốn ăn cái món gì đó khác đi. Nên hôm nay mua được cái này ăn rất là vui, cảm thấy thích thú lắm. Nhai con sò lông á, không có mạnh miệng bằng con này, nhai phải thận trọng, cắn vô một cái xem, lấy cái răng dò xem là nó có bị trúng cái hộp sạn nào hay không. Cái nước mắm này á, Trúc pha loãng thôi để mình có thể hấp được. Trúc ăn khá là mặn. Bây giờ ăn xong á, cái Trúc sẽ viết tiếp một cái kịch bản nữa cho người ta. Viết kịch bản á mọi người, cái nghề này ngộ lắm. Cái ngộ thứ nhất á là không phải viết lúc nào cũng có tiền. Có khi á viết gửi cho khách hàng xong á, khách hàng sẽ nói lại với mình một câu là thôi không làm nữa, hoặc là cái gì đó, là thế là mình mất ý tưởng và không có tiền. Cái ngộ thứ hai á là không phải lúc nào cũng viết được đâu, mà là mình phải có hứng. Có những cái rất dễ, nhiều khi hả ngồi bàn bạc với khách hàng xong á là mình đã có ý tưởng rồi, nhưng có những cái á, mình phải nghiên cứu dữ lắm, mình phải coi phim, mình phải đọc sách, rồi mình phải tham khảo tài liệu trên mạng rất là nhiều luôn, mình mới có cái ý tưởng. Có khi hả nghĩ hoài không ra. Ví dụ như thời hạn để viết cái đó là 7 ngày, 1 tuần hay 2 tuần gì đó. Nhưng mà nhiều khi á, tới những cái ngày gần cuối á, mới viết được, nhưng mà có khi cũng không viết được luôn, không có ý tưởng luôn. Nhiều khi thấy sức khỏe mình không cho phép. Với lại Trúc cũng đang dần chuyển sang một cái hướng khác rồi đó, bớt cái kịch bản lại. Nhưng mà kiểu như nghề chọn người á mọi người, nó cứ công việc nó cứ tìm tới mình. Mình cũng nghĩ đó là một cái duyên, nên là mình cũng cố gắng. Cái con này thiệt ngon thiệt luôn á. Mọi người có thể để cho nó đỡ bị nhai trúng cái sạn á, mọi người sẽ lột cái lớp vỏ bên ngoài ra, cái lớp da bên ngoài ra mọi người bỏ, mọi người chỉ lấy cái con bên trong mọi người ăn thôi. Nó sẽ giòn hơn. Cái người ta kêu đây là cái phổi hay cái gì á. Nhưng thật ra ăn hết nguyên con cũng được, không có gì hết.
mình phải tăng tốc mới được. Cái này phải có ai ăn cùng mới hết đó, chứ một mình ăn cũng hết nè. Đây mình có cam nè. Một món ăn cay cay ngon ngon rất phù hợp với lại trời mưa ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trúc nha. Và đừng quên like, share và subscribe kênh ủng hộ cho Trúc. Hẹn mọi người vào 7:30 ngày mai. Một món ăn khác nữa nha. Bye bye.